Thì ở đây cô sẽ sử dụng một tờ giấy trắng để nháp, để nhắc lại cho các em những cái nét cơ bản trước ha. Đây là nét ngang, đây là nét dọc, đây là nét xiên phải, nét xiên trái, nét cong. Đây là nét gấp khúc. Tiếp theo, đây là nét uốn lượn. Và đây là nét xoắn ốc, xoắn lại. Cuối cùng đó là nét đứt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành bằng cách vẽ vào trong đây và sử dụng các cái nét để trang trí nhé. Và đây là bức tranh hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ và trang trí bằng những cái nét cơ bản nhé. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Thì đầu tiên các em sẽ vẽ một cái nét ngang, chia cái mảng nền trời và nền đất ra. Sau đó các em sẽ vẽ một nét ngang và hai nét xiên để tạo thành mái nhà. Tiếp theo các em sẽ vẽ hai nét thẳng đứng xuống, nét dọc. Các em sẽ vẽ cửa ra vào và vẽ hai cửa sổ ra bằng hai nét ngang và hai nét dọc. Tiếp tục, bây giờ cô vẽ một cái cây ra. Thân cây thì ở trên sẽ nhỏ và ở dưới sẽ to. Tiếp tục cô sẽ vẽ một cái vòng cung và vẽ những cái quả hình tròn. Bây giờ cô sẽ vẽ nét những cái núi đồi ở phía sau, vẽ một cái núi cao. Tiếp tục cô sẽ sử dụng nét để vẽ núi còn lại. Bây giờ cô sẽ sử dụng nét cong để vẽ ông mặt trời và nét gấp khúc để vẽ những cái tia nắng ra. Và cô cho thêm hai đám mây vào cho bức tranh của chúng ta thêm sinh động nha. Rồi, đường đi, hai nét xiên. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta đã vẽ xong thì bây giờ chúng ta sẽ trang trí bằng nét vào nha. Cô sẽ sử dụng màu xanh dương đậm và vẽ nét gợn sóng ở phía trên bầu trời. Tiếp tục như vậy, cô sẽ vẽ nét gợn sóng thứ hai ở phía dưới. Và tiếp tục như vậy, cô cũng vẽ nét gợn sóng màu xanh dương đậm ở đường thứ ba. Bây giờ cô hít chuyển màu xuống nên cô sẽ sử dụng màu xanh dương lợt hơn để vẽ những cái nét gợn sóng còn lại ở phía phần bầu trời nhé. Các em cứ làm từ từ, nếu cô có làm nhanh quá thì các em có thể bấm đứng lại hoặc là bấm chậm video lại nha. Rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục trang trí màu đỏ bằng những nét cong lên ông mặt trời, những nét cong. Cô sẽ chuyển tiếp qua màu cam. Rồi, cô sẽ chuyển tiếp qua màu vàng. Sử dụng những cái nét màu vàng cong ôm lên cái phần phía của nền mặt trời nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ sử dụng tiếp nét gấp khúc để tô vào những cái tia nắng của mặt trời ra bằng màu đỏ. Những nét gấp khúc nhỏ. Tương tự như vậy mình sẽ làm những cái tia nắng của ông mặt trời còn lại nhé. Tiếp theo cô sẽ sử dụng màu cam để vẽ vào trong đó. Và cô sẽ
tô những cái tia sáng ra màu vàng và những cái nét thẳng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là tô mây vẽ nét. Cô sẽ sử dụng những nét xiên phải. Rồi tiếp tục, bây giờ cô sẽ dùng những cái nét đứt màu nâu để trang trí vào trong cái phần núi của chúng ta. Rất là dễ đúng không các em? Mình cứ làm từ từ ha, trang trí những cái nét mà mình đã học rồi đó, và sử dụng thêm màu. Mình thích những cái màu như thế nào và những cái nét như thế nào thì mình trang trí vào đó. Tiếp tục cô sẽ sử dụng những cái nét đứt màu cam để trang trí vào cái núi. Cô thích có cái sự chuyển màu từ sáng qua, từ tối qua sáng, từ đậm qua nhạt, nên cô sẽ sử dụng màu nâu, màu cam, và tiếp tục cô sẽ sử dụng màu vàng. Em sẽ vẽ những cái nét đứt hết luôn cái phần núi của chúng ta. Các em theo dõi và quan sát các cô làm nhé. Rồi tiếp tục cô sẽ sử dụng xoắn ốc màu xanh lá để trang trí vào cái phần cây của chúng ta. Xoắn ốc thì cô cũng làm có to có nhỏ, chỗ nào nó còn chấm thì cô có thể chấm vài cái chấm vào trong đó cho nó thêm sinh động và đẹp mắt hơn đó các em. Rồi tiếp tục cô sẽ sử dụng nét xoắn ốc màu xanh nhạt hơn nữa. Rồi bây giờ cỡ cái phần quả, cô hít tô luôn, cô chừa một miếng ánh sáng thôi đó. Cô hít nó có một xíu màu cam nổi lên chồng màu với cái màu xanh nhạt lúc nãy. Mình có thể chồng màu lên nha các em, chồng những cái nét này màu này chồng với những cái nét màu khác lên nữa cũng được nha, tùy các em sáng tạo làm cho cái bức tranh của mình nó thêm đẹp là được. Tiếp tục cô sẽ sử dụng màu nâu để trang trí vào cái phần thân cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tô tiếp màu gì vô cái núi đây, chúng ta cùng suy nghĩ và theo dõi cô nhé. Rồi bây giờ cô sẽ sử dụng những nét cong nối liền lại với nhau, mình làm như cái lò xo như vậy đó các em. Cô sẽ sử dụng màu xanh đậm. Tương tự như vậy thì các em làm lên phía trên luôn, vẽ nét cao lên phía trên ha. Rồi cô sẽ chuyển tiếp qua màu xanh nhạt, cũng vẽ nét cong nối lại với nhau như là xo. Rồi ở phần trên cô cũng hít có sự từ đậm lên nhạt. Cô sẽ sử dụng một màu xanh khác nhạt hơn, vẽ ở phía trên. Thế là được xong một ngọn núi nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục ngọn núi ở phía sau nha. Cô sẽ sử dụng những cái nét uốn lượn, nhưng mà mình sẽ vẽ từ trên xuống chứ không uốn lượn như là cái phần nền trời lúc nãy. Bây giờ cô đang sang uốn lượn lại, đan lại với nhau bằng màu xanh nhạt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trang trí cái phần núi đồi ở phía dưới ha. Cô sẽ sử dụng màu tím, vẽ những nốt uốn lượn theo cái đường nét cong mà lúc đầu chúng ta đã vẽ, mình uốn lượn theo
và cô sẽ sử dụng những cái nét cong để trang trí. Tương tự như vậy, bên phần bên kia cô cũng vẽ những cái nét uốn lượn và nét cong. Bây giờ cô sẽ phối thêm cái phần màu hồng vào phía dưới màu tím, những cái nét cong. Mình cứ kết hợp nhiều loại nét và nhiều màu sắc thì bức tranh của chúng ta sẽ thêm sinh động và trông đẹp hơn đó các em. Bây giờ cô sẽ tô tiếp cái phần ngói. Ngói thì cô thích những cái mái ngói ngày xưa ha, lợp được chồng lên nhau như cái những cái vảy cá vậy đó các em. Cô sẽ sử dụng màu cam vẽ những cái nét cong tiếp theo. Tương tự như vậy các em cùng theo dõi ha. Cô cũng chuyển màu từ màu đỏ, màu cam qua màu vàng. Trông rất là dễ thương đúng không các em? Và bây giờ cô sẽ sử dụng màu xanh dương để trang trí vào cái phần thân của ngôi nhà bằng những nét dọc. Đây là những nét dọc nè các em. Rồi, tiếp theo bây giờ cô sẽ sử dụng màu xanh dương lợt vẽ những cái nét xiên, xiên phải nha, đan xen vào cái nét dọc hồi nãy chúng ta đã vẽ. Và bây giờ lối vào nhà em, cô tưởng tượng là hai hàng bông vào lối nhỏ màu hồng. Cô sẽ sử dụng nét cong để vẽ vào đó, rất là dễ thương. Bây giờ cô sẽ tô ô cửa bằng những nét đứt màu vàng và những nét gấp khúc màu vàng vào cửa ra vào ha. Rồi, bây giờ cô sẽ vẽ những cái nét xiên từ trong ra ngoài cái phía đường đi của chúng ta bằng màu vàng. Và cô sẽ sử dụng màu xanh lá chấm vào trong đó. Tưởng tượng đây là có cỏ nè, cỏ mọc nhỏ 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 nè. Và bây giờ cô sẽ sử dụng nét cong màu xanh lá để vẽ ra. Cô tưởng tượng hai bên đây là hai cái khu vườn có những cái vòm hoa. Cô sẽ vẽ ra bằng những cái nét cong màu xanh lá như thế này. Và cô sẽ sử dụng màu xanh đậm vẽ những cái nét cong nối lại với nhau như là cái lò xo lúc mà mình trang trí ở cái phần núi phía trên đó các em. Tương tự như vậy mình sẽ làm những cái khóm bông ở phía dưới như thế này. Tương tự như vậy, ở bên phải của chúng ta cũng làm hết ha. Đây tưởng tượng như là những cái lá ở phía dưới nè, có xanh xanh. Bây giờ cô sẽ sử dụng màu đỏ để vẽ những cái nét xoắn lại với nhau, trông như đây là những cái đóa hoa. Cái này hoa gì các em? Giống hoa hồng không? Rất là dễ thương ha. Tương tự như vậy thì các em vẽ xoắn hết những cái khóm hoa cho cô ha. Rất là dễ thương luôn. Bên cạnh đó, sau khi mà chúng ta vẽ những cái nét xoắn như thế này rồi, cô sẽ sử dụng màu xanh lá nhạt để chấm vào trong đó như những cái lá non ở phía trên. Đó, rất là dễ thương luôn. Thì các em đã theo dõi, các em cũng thấy là sử dụng những cái nét như thế này trang trí vào
rất là đẹp và cũng rất là đơn giản đúng không? Rồi bây giờ ở phần phía trên của ánh nắng, cô muốn có những cái nét đất màu vàng tỏ ra từ ánh sáng của mặt trời. Thì chúng ta vẫn có thể vẽ chồng nét lên nhau nha các em. Đó, rất là dễ thương luôn, tỏ ông mặt trời tỏ nắng đó, làm cho xanh tốt cho khu vườn, cảnh thiên nhiên của chúng ta thêm đẹp. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn xong cho các em rồi đó. Chúc các em có một bài vẽ thật là đẹp và sinh động nhé. Thì bây giờ trước khi chúng ta đi vào phần thực hành, cô cũng có một số tranh tham khảo dành cho tất cả các em. Chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé. Và đây là những cây kẹo có nhiều màu sắc rất là đẹp, và các bạn của mình, bạn Vi, bạn An, bạn Quách Linh đã vẽ lại bằng những cái nét và trang trí những màu sắc, đầy màu sắc rất là đẹp đó các em. Và đây là những cái nét cơ bản để chúng ta tham khảo, rất là nhiều nét và kết hợp nhiều màu sắc rất là đẹp đó. Chúng ta có thể sử dụng vào để trang trí cho bài của chúng ta thêm sinh động nha. Còn đây là những cái quả táo các bạn mình đã sử dụng những cái nét, những cái gam màu khác nhau và cho ra những cái sản phẩm rất là đẹp mắt và sinh động đó các em, rất là dễ thương luôn. Còn đây là những cái bức tranh phong cảnh cũng như vẽ nhà, núi, đồi, cây cối. Các bạn cũng đã sử dụng những cái nét, nhiều màu sắc và rất là đẹp. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng quan sát và tham khảo thêm những cái bức tranh còn lại nhé.